chứa máy photo các bạn xem theo hướng các bạn chứa máy photo nha, máy photo mã lối các bạn xem này. Máy số mình áp dụng trong trường hợp là các dòng 603 720. Bật máy lên. Đấy, máy khởi động lên, bị treo biểu tượng xong. Đây các bạn, máy báo lỗi đây. Đấy, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cái lỗi này nhá. Đấy, máy báo lỗi, các bạn xem lỗi của nó. Đấy, tắt đi, khởi động lại. Đây, một phần là do đằng sau này. Đấy, khởi động bị lỗi các bạn. Vẫn lỗi thế. Mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa nhé.